Cơ thể của con người thì là vô vàn điều thú vị. Sau khi tắm xong hoặc ngâm tay, ngâm chân vào trong nước thời gian tương đối, phần da đầu ngón tay ngón chân sẽ trở nên nhăn nhúm. Vậy thì tại sao cơ thể con người lại xảy ra hiện tượng này? Tại sao hiện tượng này chỉ xuất hiện vùng da đầu ngón tay, đầu ngón chân thay vì phần da bao phủ cả cơ thể mình? Các bạn đã từng bao giờ thắc mắc như vậy chưa? Câu trả lời thật ra rất đơn giản và thú vị. Nào, hãy cùng Taka đến với. Vì sao mà đầu ngón tay nhăn nhèo khi mà ngâm vào nước? Hiện tượng nhăn nhèo mà ai cũng gặp trong đời. Trong cuộc sống, ai cũng biết rằng da ở đầu ngón chân và tay sẽ trở nên nhăn nhèo nếu ngâm tay chân vào nước quá 5 phút. Nhưng quá trình này sẽ bị rút ngắn nếu nước ấm hoặc nóng. Nhiệt độ nước trên 40 độ C thì chỉ cần ngâm trong 3 đến 5 phút, da đã nhăn nhèo nghiêm trọng. Đặc điểm của hiện tượng này là nó không xuất hiện ở vùng da nào khác ngoài tay và chân. Hiện các nhà khoa học cũng chưa thể lý giải được chắc chắn lý do vì sao mà cơ thể của con người lại sản sinh ra những hiện tượng này. Nhiều giả thuyết cho rằng da tay chân bị nhăn nhèo là do hiện tượng thẩm thấu khiến da hấp thụ nước và căng phồng da. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa hẳn là thuyết phục, bởi chúng ta đều biết rằng nước không tự nhiên ngấm vào các ngón tay được. Cơ thể cần phải có các hoạt động cho phép nước từ bên ngoài ngấm vào các lớp da bên trong. Như vậy, chúng ta biết một số điểm mấu chốt của biến đổi kỳ lạ này trên cơ thể, nhưng vẫn chưa hiểu rõ cơ chế cũng như nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Da tay nhăn nhèo để làm gì? Mỗi một bộ phận hay biến đổi trên cơ thể đều nhằm mục đích thích nghi, giúp cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn. Con người tiêu giảm phần nhiều lông trên khắp cơ thể, nhưng phần tóc không hề ảnh hưởng để đảm bảo chức năng giữ ấm, điều hòa thân nhiệt. Tương tự như vậy, da ở lòng bàn tay và chân dễ nhăn nhèo khi gặp nước cũng có một vai trò nhất định. Giống như lý do khiến người lái xe ô tô phải thay lốp cao su định kỳ khi lốp bị cũ mòn, các đường khía và hoa văn chi chít trên lốp giúp làm giảm trơn mượt, bám đường tốt hơn trong điều kiện ẩm ướt hoặc trời mưa. Không những vậy, các đường khía mà hoa lốp tạo ra còn giúp thoát nước nhanh hơn. Một số nhà khoa học cho rằng da nhăn đi sẽ giúp con người cầm nắm đồ vật trong nước hoặc môi trường ẩm ướt chắc chắn hơn. Còn với lòng bàn chân, lớp da nhăn sẽ giúp tăng độ bám khi bước đi, hạn chế trượt ngã. Giả thuyết này khá hợp lý nếu xem xét đến môi trường sống khắc nghiệt của tổ tiên loài người. Từ đó có thể thấy cơ thể con người quả thực rất kỳ diệu, nó tự biến đổi để thích ứng với môi trường, còn trước cả khi con người nhận thức và lý giải được mục đích của sự biến đổi đó. Video này đến đây lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Taka ngày tới đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.